mạnh mẽ nay cũng đành buông thả xuôi.
Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hưởng phúc vinh nước thiên đàng dù phần hèn cha con nào đang. Tuy cha con đứng mong tay mòn, nhưng con tin với lương hai hà, Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng phúc. Hiện trên muôn đời. Amen.
Lạy Chúa xin chúc lành cho mối quan tài này, nơi người anh em chúng con tạm thời an nghỉ, đợi ngày hạnh phúc với Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, ông Giuse khoác trên mình mà tưởng nhớ đến ông. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay được thực hành này và tha nợ chúng con như chúng con cùng anh chị em và ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Nào ta chung tụng Chúa. Ta ơn Chúa. Cha con bơ vơ biết đi về đâu, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi giọng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con
mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con. Và thánh thần lạy Chúa, chúc con quy tụ về đây. Trước hết, chúng con cùng với hồn Giuse đã cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa đã cho linh hồn Giuse người thân yêu của chúng con trong suốt hành trình dương thế 64 năm qua, là người con của Chúa. Và hôm nay đây, chúng con gọi anh em chúng con về với Chúa. Chúng con chỉ biết tận tình cảm ơn Chúa. Đồng thời, trong niềm thương thức tiếng tiếc, chúng con cũng xin phó dâng linh hồn thân yêu Giuse của chúng con cho Chúa nhờ sự tuyển cầu của mẹ Maria, để xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse thân yêu của chúng con và của Chúa. Và nếu như linh hồn Giuse còn thiếu sót điều gì thì giờ đây xin Chúa sớm thanh tẩy để linh hồn Giuse về với Chúa. Và những người kể lại, những người anh em, những người con, những cháu giờ đây đang đau buồn vì sự ra đi của linh hồn Giuse thân yêu của chúng con, thì xin Chúa lau hơi giọt nước mắt này và cũng sợ đau thương này trở thành niềm vui an tuyệt trong hy vọng, niềm vui tự tử. Thì ở đây chúng ta xin dân Chúa tận tình tạ ơn và cảm ơn. Ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao dồi cho đáng thôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi bàn, nói nghe lời con thiết tha. Thương mến an thu con ngày đêm, mượn thân xác hồn tràn lan hơn thiên. Người vợ sau kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận trời con kêu vang. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tội lòng ai nói đổi. Người Chúa hẳn có lòng thay Chúa, những kẻ làm dân nước Chúa trời đêm ngày hay trong tay người cho biết. Vì người đón nhận lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay mặt. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn, lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Giuse cho khỏi tù và được đi yên an nhiên. Chi bao bền Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiện chi đời đời. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim mẹ hiền, luôn chiều mến mãi tu dưỡng chờ che nguyện cầu ngàn khổ đau. Nhờ mẹ thương dâng Chúa trọn đời ta ơn, chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng. Tình yêu Chúa nào biết chi bao đêm, Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, nhạc vinh quang cao chiếu hiên chi. God.
trong cõi thật thánh đức mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức hữu đồng sinh hiền vinh sáng lan. Lời đã thấy cha hình đức Chúa Giêsu vừa xót chúng con, lại trái tim cờ thanh cờ thiên đã thánh đức và Maria cầu cho chúng con, lời ông thánh Du Xe là bà thánh sạch đức và Maria trọn đời đồng sinh cầu cho chúng con, các thánh tử đám nước Việt Nam cầu cho chúng con. Xin Chúa nghe lời chúng con cần cầu, chốn nâu sầm lửa hồng nung nâu vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con thần cầu, hãy đưa linh hồn Giuse qua chốn nâu sầu. Xin vì công nghiệp đấng nữ đồng trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nâu vô cùng đớn đau. Dinh cha và con thời gian biến đổi như vô câu dồn tựa
tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời cuộc sống. Xin gia đình và ta quyến vui vẻ đón lòng thành của chúng tôi. Kính thưa ta quyến, chúng tôi vẫn đối xúc động. Ông Giuse đã là thần tử yêu ái trong hội thánh, là tín hữu đạo hạnh, là người con trung hiếu của Chúa. Đối với huynh đoàn, ông là ân nhân đã đóng góp công sức cho huynh đoàn nghiệp thành và quảng đại. Huynh đoàn chúng tôi thật trân trọng sự yêu ái mà gia đình đã dành cho huynh đoàn. Chúng ta hãy ký thác cho Chúa, xin người thanh tẩy mọi lỗi lầm còn vướng mắc và đón nhận linh hồn ông Giuse vào nước hằng sống của người. Xin gia đình và tăng quyến cùng với chúng tôi luôn đời cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse thân yêu của chúng ta đây. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Mẹ tôi đã vui tiệc cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được. Đức Giêsu nói với họ, thà tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đứng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Lời khen Chúa. Chính Ngài đã thương yêu vâng. Thank you.
Và xin tang quyến hợp lời với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa là Cha đất nhân từ lời kinh tha thiết ngõ hầu, xin Ngài sớm dẫn đưa linh hồn Giuse là ân nhân của chúng con vào hưởng hạnh phúc trên nước thiên đàng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng những người Do Thái rằng: tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, chết là chấm dứt cuộc hành trình hành của mình. Vậy chúng ta cùng tha thiết nài xin Thiên Chúa là Cha đất nhân từ, nhờ công nghiệp của Đức Kitô mà thương cho linh hồn muôn mau thôi. Tôi sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hên. Xin Chúa cùng cho linh hồn Giuse ngày sau hên được sống lại với Ngài. Xin Chúa nhận lời chúng con đạo Việt Nam, ở cho chúng con đây sẽ về với Ngài. Chúng con giờ đây xin một vị đại diện nên dâng nhang. Chúa gọi về ông là ân nhân quảng đại đã đóng góp cho hội tạ nhiễm đồng không. Nay chúng tôi đến đây chia buồn cùng với tang quyến, vì trong những năm tháng chung chia phần người ở cõi dương gian này, vui buồn đã từng có nhau. Hôm nay linh hồn ông Giuse vội vã ra đi, ta quyến mất đi một người thân, chúng tôi mất đi một người đồng hành trong kiếp người và đặc biệt đồng hành trong đức tin, và cũng chính trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh mà lúc này chúng tôi đến đây xin được có đôi lời phân yêu cùng với tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa ban thêm ơn trợ lực giúp tang quyến cùng hợp với chúng tôi. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho linh hồn Giuse mau được hưởng niềm hạnh phúc
mà núp sinh thời, linh hồn ông Giuse đã từng cậy trong tin tưởng. Amen. Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Này Cha là Chúa tể trời đất, con xin người khen Cha vì đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mòn. Vâng, này Cha, vì đó là điều ý đẹp Cha. Rồi Đức Giêsu nói với dân chúng: Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Chiều mai và lúc 3 giờ đến với để cầu nguyện. Chức linh cứu của linh hồn Giuse. Kính thưa Cha, kính thưa Giáo quyến, dẫu biết rằng sống trên đời ai người rồi cũng phải ra đi, nhưng sự ra đi của linh hồn Giuse đây lại quá bất ngờ, không phải là điều dễ. Chính vì thế mà lúc này chúng tôi hội cầu nguyện lòng Chúa thương xót đến đây với ước mong là được chia sẻ phần nào nỗi đau thương vô cùng với Giáo quyến, trong niềm tin vào Thiên Chúa xót thương qua sự truyền cầu của mẹ Maria. Chúng ta phó thác dâng lên hồn Giuse cho Chúa. Giờ đây xin Giáo quyến hợp với chúng tôi để cầu nguyện cho linh hồn Giuse thân yêu của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu trả lời: Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Thật Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, nó vẫn chưa trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hoa trái. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được cho đời sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy cũng sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy sao xuyến, Thầy biết nói gì đây? Này Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Này Cha, xin tôn vinh danh Cha. Đó là lời Chúa. Lạy
Thank you.
thân tang che phủ muôn dân và thấm khăn nhịp bao trùm muôn nước. Người sẽ đứng bị tiêu diệt tử thần, Đức Chúa sẽ lau cô đồng lệ trên mặt mọi người và sẽ xóa bỏ nỗi ô nhục của đám người trên khắp mặt đất. Chúa phán như vậy: ngày ấy người ta sẽ nói, Thiên Chúa chúng ta đây rồi, chúng ta từng trông đợi người và người đã cứu chúng ta. Đây là Đức Chúa, đứng chúng ta đã từng trông đợi. Nào chúng ta hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Nguyện xin Đức Kitô đón nhận ông Giuse và đoàn ngũ các tôi chung của Ngài. Nơi ông bà tổ tiên đang hưởng hạnh phúc nơi Chúa. Vâng ý Chúa mọi đời. Loài thân nữ đồng sinh Maria là mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bảo chưa kêu nhung mà Đức Mẹ từ bỏ trăm nhân lời có nghĩa khổ đau. Xin cho cha mẹ con sống ai lòng thân của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan, an vui cũng như đau buồn luôn đẹp tâm lòng mẹ cha. Ai con lớn lên rồi đã đi tung tánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhờ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con sống ai lòng thân của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Rồi cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về, hướng lòng thanh nhàn bù đắp nỗi đau. Cuộc đời đã qua tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dục con tay tiếp theo đạo lành. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về, hướng lòng thanh nhàn. Amen. Dòng lệ biết bao.
bao nhiêu. Tìm đâu tiếng nói của người êm êm âu yếm qua lời nhủ khuyên. Dáng hình cha mới khó quên, làm sao con được sống bên cha hoài. Hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về hương lòng thanh nhàn. Chi hội cựu chiến binh ấp Nò Vôi đã từ trần vào lúc 11:30 ngày 16/7/2019. Cán bộ hội viên hội cựu chiến binh xã Phước Hưng về tại nơi đây xin chia buồn cùng gia đình tang quyến. Kính thưa hương hồn đồng chí Đinh Văn Khang, hội cựu chiến binh xin được phép phủ quân kỳ nên linh cứu đồng chí trong giờ phút trang trọng này. Đội tiêu binh chúng cha thôi cũng đều tốt. Trái phải quay phủ quân kỳ. Trái phải quay như tiếp theo chương trình thông qua quyết định thành lập danh sách các đồng chí trong ban điều hành lễ truy điệu. 3. Đồng chí trưởng ban và phó ban lễ truy điệu đại diện hội cựu chiến binh xã Phước Hưng nên đọc vòng hoa và dâng hương kính viếng đồng chí Đinh Văn Kha. 4. Đồng chí trưởng ban thông qua báo cáo tiểu sử những năm tháng đồng chí Đinh Văn Kha, quá trình hoạt động trong quân ngũ và một phút mặc niệm. 5. Xin mời toàn thể cán bộ hội viên cựu chiến binh xã Hưng lên dâng hương kính viếng đồng chí Đinh Văn Kha. 6. Đội tiêu binh thu quân kỳ và kết thúc buổi lễ truy điệu. Tiếp theo chương trình, tôi xin thông qua danh sách những đồng chí trong ban điều hành lễ truy điệu gồm các đồng chí có tên trên đây. 1. Đồng chí Ngô Tấn Thanh, chủ tịch hội cựu chiến binh làm trưởng ban lễ truy điệu. 2. Đồng chí Mai Văn Hân, phó chủ tịch hội cựu chiến binh xã làm phó ban. 3. Đồng chí Trần Thanh Nghiêm, ủy viên ban chấp hành làm phó ban. 4. Đồng chí Trương Văn Dũng, thường vụ ủy viên ban chấp hành làm thành viên. 5. Đồng chí Phạm Văn Sinh, ủy viên ban chấp hành làm thành viên. 6. Đồng chí Nguyễn Văn Huệ, ủy viên ban chấp hành làm thành viên. 7. Đồng chí Phạm Văn Khoa, ủy viên ban chấp hành làm thành viên. 8. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, ủy viên ban chấp hành làm thành viên. 9. Ông Đinh Văn Thiết, đại diện gia đình tang quyến làm thành viên. Tiếp theo trình tôi xin trân trọng kính mời đồng chí trưởng ban và phó ban lễ truy điệu đại diện hội cựu chiến binh xã lên đọc vòng hoa tang năm nào. Xin mời vị đại diện gia đình lên nhận phong thư lễ mọ từ đồng đội và tiền quý hộ. Số tiền quý là 650.000 đồng. Xin mời đại diện gia đình đại diện.
thông qua tóm tắt tiểu sử của đồng chí Đinh Văn Kha và một phút một niệm. Kính thưa dân tộc nội ngoại đồng chí Đinh Văn Kha, kính thưa gia quyến trang chủ, bộ chỉ chức binh xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đột ngột được tin đồng chí Đinh Văn Kha là hội viên cựu chiến binh ấp Nò Vôi, hội cựu chiến binh xã Phước Hưng, năm ngày 14 tháng 6 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 64 tuổi, tại tư gia tổ 10 ấp Nò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Qua một thời gian ngắn ngủi do lâm bệnh nặng, được sự chăm sóc cứu chữa của y bác sĩ bệnh viện, được sự tận tình hết lòng cứu chữa phục vụ của gia đình và con cháu, thể hiện hết trách nhiệm còn nước còn tát. Song do căn bệnh quá nặng, quá trầm trọng, đồng chí Đinh Văn Kha đã chút hơi thở cuối cùng. Đồng chí Đinh Văn Kha mất đi, hội cựu chiến binh xã Phước Hưng mất đi một đồng chí hội viên gương mẫu, chi hội cựu chiến binh ấp Nò Vôi mất đi một đồng chí luôn sát cánh bên nhau cùng hoạt động trong công tác xây dựng hội. Đồng chí ra đi để lại cho thân tộc nội ngoại gia quyến cùng con cháu một sự đau thương vô hạn. Các con mất đi người cha luôn kính trọng, các cháu mất đi một người ông quý mến, bà con lối xóm hội đoàn mất đi một người bạn hữu láng giềng khi tắt lửa tối đèn có nhau. Kính thưa tăng gia, hội cựu chiến binh xin phép được làm lễ truy điệu đồng chí Đinh Văn Kha trong giờ phút nghiêm trang này. Tiểu sử tóm tắt quá trình hoạt động của đồng chí. Đồng chí Đinh Văn Kha sinh năm 1955, quê quán xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Bắc Định, thường trú tại tổ 10 ấp Nò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quá trình công tác của đồng chí, tháng 12 năm 1974, đồng chí nhập ngũ vào quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 3 năm 1975, phong quân hàm quý nhất. Tháng 7 năm 1976, hạ sĩ tiểu đội trưởng, học viên hạ sĩ quan tôn vinh sư đoàn 470. Tháng 12 năm 1976, phong quân hàm trung sĩ. Đến tháng 6 năm 1981, đồng chí được ra quân phục viên trở về địa phương tại xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Đến năm 1989, đồng chí chuyển vào Nam sinh sống tại tổ 10 ấp Nò Vôi, xã Phước Hưng. Trong quá trình công tác trong quân đội, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí được tặng thưởng huy chương chiến sĩ giải phóng hạng nhì, huân chương chiến sĩ giải phóng hạng ba, chiến sĩ thi đua năm 1976 và nhiều bằng khen giấy khen khác. Đồng chí ở chiến trường đã bị nhiễm chất độc hóa học, đồng chí để lại di chứng chất độc cho hai người con. Đồng chí và hai người con được Đảng, Nhà nước hỗ trợ trợ cấp hàng tháng từ năm 2000 đến nay. Tháng 12 năm 2000, đồng chí được kết nạp vào hội cựu chiến binh Việt Nam. Đồng chí là nguyên là chi hội phó chi hội cựu chiến binh ấp Nò Vôi. Trong đồng chí luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, giáo dục dạy bảo con cháu chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào đoàn thể ở địa phương. Đồng chí có 6 người con, 5 trai, 1 gái đều đã khôn lớn trưởng thành. Trước linh cứu đồng chí, toàn thể cán bộ hội viên cựu chiến binh xã Phước Hưng xúc động làm lễ tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng theo ngày giờ đã hẹn. Toàn thể cán bộ hội viên chúng tôi xin hứa luôn luôn đoàn kết, nêu cao tình yêu thương đồng chí đồng đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tôi đã đề ra, không ngừng củng cố xây dựng tổ chức phát triển hội luôn trong sạch vững mạnh, giữ gìn bản chất tốt đẹp anh bộ đội cụ Hồ. Kính chúc đồng chí nhẹ nhàng thanh thản ra đi về nơi an nghỉ vĩnh hằng.
đồng đội xin thắp nén nhang chờ tưởng nhớ tiễn biệt đồng chí Đinh Văn Kha lần cuối cùng. Tiễn biệt đồng chí Đinh Văn Kha, cán bộ hội viên cựu chiến binh xã Phước Hưng xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lênh đênh trên dòng đời, nào có biết, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Năm qua trần thế hao huyền, nhân chiêm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi vinh hiệp đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời, mà hồn con như quên lãng từ lâu. Vinh hoa dương gian chút bụi mờ, một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường người xuất phận đơn côi, tiên đường người xuất phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua mộng ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hao huyền, nhân chiêm con trong mê đắm phù hoa.
Mời quý vị. Lễ truy điệu và dâng hương đồng chí Đinh Văn Kha đến đây xin được kết thúc. Xin mời toàn thể các đồng chí cán bộ hội viên cựu chiến binh nán lại ít phút uống nước để xin chia buồn cùng gia đình tan thiết. Kính Đinh Văn Kha kính thương một đồng chí Đinh Văn Kha cùng tan thiết. Tôi truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và hội nạn nhân chất độc da cam khu vực xã Phước Hưng được tin đồng chí Đinh Văn Kha bệnh trọng đã khởi nghiệp chúng ta hồi 11:30 ngày 16 tháng 7 năm 2019. Hội Trường Sơn cũng như hội Chi Chi Trường Sơn cũng như hội nạn nhân da cam chúng tôi vô cùng đau xót, xin được chia sẻ cùng đồng chí và tăng quyến. Sau đây là chương trình lễ tưởng niệm thứ nhất là đại diện cho chiến sĩ Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và nạn nhân da cam khu vực xã Phước Hưng. Xin có lời chia sẻ. Và thứ hai là xin được trao lại hai cái quý Trường Sơn và quý chất độc da cam cho gia đình của Đinh Văn Kha cùng với phong bì phong hiếu đồng chí Đinh Văn Kha. Và phần cuối cùng là dâng những nén hương trầm thơm ngát nhất để tưởng nhớ hương hồn đồng chí Đinh Văn Kha. Lễ tăng quyến xin được bắt đầu. Đại diện cho hội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin có lời chia sẻ như sau. Đồng chí Đinh Văn Kha sinh ngày 10 tháng 10 năm 1955 quê quán xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nhập ngũ tháng 12 năm 1974, gia nhập đơn vị Trường Sơn tháng 10 năm 1974. Năm 1976, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được trở về địa phương xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Gia nhập hội chiến sĩ Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 5 năm 2005. Đồng chí Đinh Văn Kha là một hội viên của chiến sĩ Trường Sơn chúng ta, hết sức nhiệt tình, dù bệnh nặng, sức yếu nhưng đồng chí đã hoàn thành chất xuất sắc nhiệm vụ, được anh em quý yêu mến phục. Vì bệnh tình quá nặng, đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta. Đồng chí chứng danh là bộ đội cụ Hồ là chiến sĩ Trường Sơn anh hùng. Vì sinh thời đồng chí Kha là một hội viên vô cùng gương mẫu, một người cha mẫu mực, người ông thảo hiền, người hội viên hết lòng vì đồng đội. Vĩnh biệt đồng chí Đinh Văn Kha, hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin ghi ơn đồng chí của đồng chí. Chúng ta dành một phút lặng niệm. Phút lặng niệm bắt đầu. Phút lặng niệm đã xong. Và sau đây xin mời đại diện gia đình đã nhận lại hai cái quỹ cũng như là tiền phúng yếu của hội chiến sĩ Trường Sơn cũng như hội chất độc da cam UG. Để tưởng nhớ một đồng chí Đinh Văn Kha, xin các đồng chí chúng ta dâng lên đồng chí những nén hương trầm thơm ngát nhất. Thành thánh trên thiên đàng, xin Chúa nhắn
trà hương là hai năm cùng vui thu một ngày với nhau. Xin lỗi không vui một ngày nhưng mà cũng cần có sinh hoạt với nhau ở sau trước sau 2 tháng còn là ở dưới một chút tình. Nhưng mà để tìm ông đưa xa đến mất trong tâm tình cũng như người em nhắn con về để nhớ trước thiên xin chia buồn với gia đình tam tứ. Chúng ta với một người thân của chúng ta bao giờ cũng đang là nỗi buồn mà không bao giờ gặp ngài ở cái trần gian này nữa. Chắn còn cá nó chắn chắc chắc cả thứ đàng hoàng chối với luôn trong tâm tình của người con chú tin vào sự chết không phải là hết, tin vào sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô cho chúng ta là đã chết và sống lại. Chúng ta đặc biệt với Giuse đã 30 năm trời con chú phục sự chú chắc chắn chúng ta sẽ yêu đi về thiên đàng với chú. Nhưng vì phận người còn mang nhiều thiếu sót, con xin các bạn thật thật ra tôi cũng có nhà chúng con tập gửi kinh tí mừng một kinh văn trai một kinh vật sâu trong thư kính để cầu nguyện cho người hội điều xa. Nếu còn thiếu sót điều gì xin vì công việc của Chúa Giêsu Kitô, xin vì lời cầu cầu của ngài Maria sớm đưa ông về thiên đàng với Chúa. Chưa mọi điều xa ông về với Chúa thì nguyên phật ông về biết bao nhiêu nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm thần hồn. Xin ông khi về với Chúa cũng nhớ đến vợ con cháu chắc gia đình thân bằng quý thuộc và cũng nhớ đến chúng con đây là phật em còn đi sau chưa về với Chúa được. Xin ông cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho gia đình, cho chúng em biết sống xứng đáng là con cái của Chúa. Người đồ cũng ngày nào nhưng cha khoan hẳn thứ tha khiến muôn nhân muôn tình thần từ sâu tôi con cầu xin Chúa. Thương đau những nỗi nhớ chúng con xin
Chúa là trong muôn người, xin ban cho gia đình những ơn thật cùng với chúng con xin dâng lên Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm khi ông Giuse đã lỗi phạm tới Chúa với những gia nhân con và thân thần. Thessalonica, anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì những người đã an nghỉ trong Chúa Giêsu cũng sẽ được Thiên Chúa đem đi làm một với Chúa Giêsu như vậy. Bởi thế, chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói với anh em điều này. Chúng ta là những người đang sống, những người còn sót lại khi Chúa đến. Chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ, vì khi có hiệu lệnh, có tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng loa Thiên Chúa, thì chính Chúa từ trời ngự xuống và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ được sống lại trước hết. Rồi đến chúng ta, những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đưa lên các tầng mây cùng với họ đi đón Chúa trên không trung. Và như vậy, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Vì thế, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. Thank you.
con cũng xin kính mời quý cộng đoàn cùng tăng quyến và viên chức hợp với giáo họ chúng con. Vâng, lúc ông Giuse còn sống, ông đã nhiệt thành quảng đại, đã giúp đỡ giáo họ mới thành lập cách này cách khác. Hiện ông là ân nhân bậc hai của giáo họ, và ông cũng đồng viên con cháu anh Phương, chị Phương cũng là ân nhân bậc ba của giáo họ. Giờ đây xin Chúa trả công bồi hậu cho ông và tăng quyến. Giờ đây xin kính mời một vị đại diện lên tháp nhang. Kính thưa tăng quyến, yêu phần khổ đau đó là tâm tình chung của phần người. Trước cái chết của ông Giuse, tăng quyến tăng độ đạt những ngôi đến đây xin được có đôi lời thành kính thân yêu cùng tăng quyến. Giờ đây xin hợp với chúng con thiết tha dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện. Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban cho chúng ta thêm ơn trợ lực và mở đường khoan hồng đón tiếp linh hồn ông Giuse của chúng ta đây được vào hàng ngũ các thánh trên trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ: Như Cha ta đã yêu mến ta, ta đã yêu mến các ngươi. Hãy lưu lại trong lòng mến của ta. Nếu các ngươi giữ các lệnh truyền của ta, các ngươi sẽ lưu lại trong lòng mến của ta. Cũng như ta đã giữ các lệnh truyền của Cha ta và lưu lại trong lòng mến của người. Các điều ấy ta đã nói với các ngươi rồi. Ngõ hầu sự vui mừng của ta có nơi các ngươi, và sự vui mừng của các ngươi được nên chọn. Này là lệnh truyền của ta, các ngươi hãy yêu mến nhau như ta yêu mến các ngươi. Không có lòng mến nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu. Các ngươi là bạn hữu của ta nếu các ngươi làm điều ta khuyên dạy các ngươi. Ta không còn gọi các ngươi là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ mình làm. Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu, vì mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta, ta đã tỏ cho các ngươi biết. Không phải các ngươi đã chọn ta, nhưng chính ta đã chọn các ngươi và đặt các ngươi ra ngõ hầu các ngươi đi và xin trái. Trái của các ngươi còn mãi, ngõ hầu các ngươi xin gì cùng Cha nhân danh ta thì người sẽ ban cho các ngươi. Điều ta truyền cho các ngươi là hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Lời khen Chúa. Tôi đã kêu cầu mà Chúa đã đáp lời tôi. Từ bậc sau tôi lại vắng Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.